Xin chào những khán giả thân thiết của bản tin Keng San. Tôi là Pan Pan, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn, mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin hấp dẫn nhất tới từ những thợ săn của chúng tôi. Hãy nhớ nhé, bản tin Keng San của chúng tôi được phát mới vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần cùng với những thông tin vô cùng hấp dẫn. Vậy thì ngày hôm nay bản tin Keng San có gì nào? Xin mời những thợ săn của chúng tôi. Các thợ săn mang tới đó chính là một thông tin dành cho những ai sắp kết hôn và đặc biệt chú trọng đến phần kinh phí. 50 triệu, một con số không ít cũng không nhiều. Vậy 50 triệu có phải là một khoản chi phí vừa đủ cho một đám cưới hay không? Mới đây, chia sẻ của một cô gái về chi phí đám cưới hiện đang gây rất nhiều chú ý cho cư dân mạng. Theo đó, trong bản chi phí cưới nhi mà bạn nữ liệt kê ra những khoản tiền cần phải chi cho đám cưới, tổng cộng hết 50 triệu. Cụ thể, cô gái đã liệt kê 15 khoản cần chi cho một đám cưới, cùng với số tiền ước tính bao gồm chăn ga gối đệm 2,5 triệu đồng, ảnh cưới 10 triệu đồng, tiền đi mua sắm trước ngày cưới 2 triệu đồng. Đa số mọi người đọc xong đều nhận xét rằng 50 triệu là quá rẻ còn gì. Câu chuyện 50 triệu để cưới được vợ là đắt hay rẻ vẫn còn được mang ra tranh luận khá sôi nổi. Vâng, như vậy là cô bạn Nhi vui tính và hài hước của chúng ta đã liệt kê khá chi tiết những khoản chi phí không thể thiếu và vô cùng cần thiết cho việc chuẩn bị một đám cưới. Với mức chi phí đắt đỏ như vậy và đặc biệt là với đời sống cao ở các thành phố lớn hiện nay thì nhiều gia đình thậm chí phải chi một khoản chi phí còn lớn hơn thế rất nhiều. Như vậy, việc kết hôn, việc lấy một cô vợ không hề đơn giản chút nào phải không? Như vậy là các chàng trai nếu đã rước nàng về dinh thì nhớ trân trọng cô gái của mình nhé. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi mang tới sẽ giống như một món quà đặc biệt dành cho quý vị và các bạn. Những hình ảnh xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây, đó chính là hình ảnh về cụ bà đẹp nhất thế giới ở Hội An với nụ cười hạnh phúc nhất. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, để mùa thu quá buông hương nơi mái tóc, nhẹ nhàng em nhé trên cao kia nắng về, xua tan đi chút buồn là em hơn ghen chờ mong vì yêu. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, hà 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 hà, nắng cho em màu yêu. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, hà 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 hà, nắng cho em màu yêu. Những nếp nhăn hay là những dấu hiệu của tuổi tác sẽ không còn là vấn đề gì quan trọng. Quan trọng hơn hết là bạn có một thái độ sống lạc quan, tích cực và một nụ cười luôn thường trực trên môi. Đặc biệt nếu như bạn là một cô gái thì hãy luôn luôn sống làm sao để cho nụ cười thường trực. Hạnh phúc sẽ lan tỏa đến chính cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Và tất nhiên với bản tin Keng San cũng vậy, chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thực sự thoải mái với âm nhạc. Và hãy cùng đến với món quà cực chất, cực thú vị của ngày hôm nay. Come on! Chiều thứ bảy là lực quần áo thật bóng bẩy, anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Và sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cách chấp bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Một ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi. Thank you.
sang bên trái lấy lá sung quấn với nem tài, nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi dài. Ẩm thực khiến con người ta sẽ gần lại, chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy cô chân dài như đà điểu, ăn uống từ sinh check in được các kiểu. Kể ra tưởng hết cả buổi chiều, lạc rằng đến ngay bà Triệu, vặn vặn thắn ở ngay hàng chiếu, nem một trong ngõ ấu Triệu, bún đậm mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, 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 yêu như bát bún, siêu 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 bao nhiêu sợi. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật ngọt cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, đi nhanh thôi anh ơi em đói rồi. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi chơi mỗi giờ ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Rằng món quà âm nhạc vừa rồi cùng với những thông tin vô cùng thú vị của bản tin Kênh Săn sẽ giúp quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái cũng như là một cuối tuần thật vui vẻ. Hãy tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình và đừng quên đón xem bản tin Kênh Săn vào thứ bảy hàng tuần nhé. Mọi thông tin đóng góp xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc, đó chính là kengtv@viettel.com.vn. Còn bây giờ thì Pan Pan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.